Em mà nói chuyện bạn em là em mà trong phòng mà em tắt đèn là không có thấy em với thấy em văng em luôn à. Nè, giờ bữa trước chạy sung quá trời luôn không? Chạy như ngộ hương á. À, bây giờ mà nhảy lại là nhảy không được đúng không? Không được luôn. Lâu mà em kêu ba em chạy đi biển rồi, ba em đang ngủ mà. Em đang soạn cửa vậy ba em vừa nhìn thấy ba. Ba em đứng mình lưng chú vội con ở bản đồ chú lên rừng chú chơi. Mình cứ sống cho mình, ba mẹ mình vui, người thân mình vui là được. Dạ. Không có cần quan tâm mà ở ngoài đường. Dạ. Ở trong này nó có vết đứt không? Dạ. À, nó có những dạ, cái... chắc có. Xin chào những người bạn vui vẻ của chương trình Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt tại Phước Hải, Bà Rịa. Hôm nay Phú muốn giới thiệu với các bạn một nhân vật mà được gọi với biệt danh là Doraemon phiên bản Việt Nam. Anh chàng này có cái tướng ngoài nó rất là đặc biệt. Vừa qua thì anh có làm một clip mà gây ấn tượng rất là sâu đậm trong lòng khán giả Việt Nam. Clip đạt tới gần 30 triệu lượt xem trên TikTok. Nhân vật đó như thế nào, mời các bạn theo Phú. À, chào tạ nha. Dạ. Hẹn hò bữa nay mới gặp cho em. Dạ. Anh coi ở trên TikTok và thấy có clip em làm tới gần 30 triệu lượt xem luôn. Dạ. Anh làm mới đọc lại Bình Dương mà chưa có clip nào trên TikTok mà được tới cái lượt xem khủng như vậy á. Công việc hàng ngày của em là gì? Dạ, nhà chị ông chồng chơi à. Chơi hả? Dạ. Còn em là tên gì? Dạ, tên Phú. Phú hả? Dạ, tên anh luôn. Nhưng mà em hiện nay là bao nhiêu ký? Dạ, em chưa cần những đó, em ngại cân lắm. Ngại cân hả? Dạ. Cái đâu ngại, anh có gặp mấy anh bạn còn khổng lồ hơn em nữa. Dạ. Có bữa trước quay gì đó mà dạ. Tuấn Anh đó là 265 ký. À. Mà có đẹp trai bằng em không? Hả? Rồi có đẹp trai bằng em không? Tuấn Anh hả? Tuấn Anh đẹp trai không bằng em? À, các bạn thân mến, bạn này được dân mạng gọi vui là Doraemon phiên bản Việt Nam. Mà nhìn giống Doraemon thiệt chứ. Phú chưa thấy ở Việt Nam mình có ai mà có cái gương mặt, cái đầu mà tròn. Đẹp trai đúng không anh? Đẹp trai như bạn này. Có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Nhỏ này nó chưa có người yêu nè, súng đòi tán em. Đứng lên, đứng lên đi xem coi, đâu ngại. Đó. Đứng lên đi. Đây nè, hai đứa bằng tuổi nhau nè đó. À, em xưa giờ chưa bao giờ căng à? Dạ có mà ngại lắm. Anh đoán em chắc khoảng 150. Dạ. Hơn á. Hơn nè. Dạ. Hồn ghế, ghế này là gãy ghế. Dạ. Em giờ nói thiệt đi, có người yêu chưa? Dạ chưa. Có cần anh tuyển không? Chứ anh là chuyên gia tuyển người yêu anh. Trời, được anh. Được không? Không, được khỏi. Em nói với ông Kính. À. Các bạn ai chưa có người yêu hãy đến trên bài cho các bạn. Anh ba nào? Dạ, nói vậy là mai mốt là anh ba tự hiểu. Anh ba chưa có người yêu với các bạn. Ai chưa có người yêu hãy liên hệ anh ba. Anh ba là em hả? Không, anh ba là kia. Thằng kia một thằng khác hả? Dạ. Vậy là em cùng tuổi bác Tiêu là năm nay là 20 mấy nhỉ? 23 tuổi. Là em sinh ra là cơ thể mình nó dạ, phát em bự lúc 5 tuổi. À 5 tuổi. Dạ. Cái sắc tố da của mình á là từ bẩm sinh nó đã vậy chưa? Dạ. Anh chị em á là em nói là cũng bự như em nhưng mà có cái màu sắc tố da giống mình không? Dạ, nhà em không ai trắng. Không ai trắng. Dạ. Nhưng mà em là chắc là đen nhất hả? Dạ đúng rồi. Em mà nói chuyện bạn em là em mà trong phòng mà em tắt đèn là không có thấy em như thế em văng em luôn à. Một ngày em ăn mấy bữa? Dạ em ăn ba bữa. Con tô à? Tô bự tô nhỏ. Ủa như đây à? Tô mấy nhiêu à? Ngày ăn ba tô. Dạ. Mà tô mỗi tô là bằng mấy chén? Dạ chừng hai chén. Tại em ít ăn em được cái mạnh uống. Uống bia dữ lắm hả? Dạ có đâu, em đâu biết nhậu đâu. Uống nước hả? Dạ uống nước nhiều hả? Em mà xưa giờ có múa lăng có ai thuê em làm ông địa không? Dạ không. Hả? Dạ không. Em mà làm ông địa là coi như là đội cái mũ ông địa vô là giống bị xì luôn á. Mà khỏi đâu mà uống được. Khỏi đâu mà uống. Bên chương trình của anh ấy thì thực sự cũng quay những người có ngoại hình khác biệt nhiều á. Nhưng mà dạ. Được anh chỉ chọn những người mà vui vẻ thôi, biết truyền đi cái năng lượng sống á. Đẹp trai đó. Đẹp trai. Đẹp trai là lụm. Còn gọi mà ngoại hình khác biệt mà tự ti là cái đó là mình anh không có quan. Nó hòa hoạt quá đúng anh, hòa hoạt quá. Trong giới quay em là người đẹp trai nhất luôn. Đúng rồi, thấy em là đẹp trai nhất.
Nhưng mà từ xưa giờ có yêu ai chưa? Dạ chưa. Có cảm giác rung động trước một cô gái nào chưa? Dạ chưa, em còn ngây thơ yêu đại. Nhìn gái em còn không dám nhìn. Tao dám nhìn gái. Gái ngây thơ anh. Gái mới lớn ngây thơ. À, như em hơi thích đi xe phân khối lớn, đi đua xe đúng không? Dạ không. Anh nói vậy là cây bối luôn. Em chỉ thích là xe đẹp chứ không có mà đua xe bệnh. Em chỉ xe không quá 40. Hồi nãy nói ba mẹ là sinh ra là mình đã có sắc tố da đặc biệt như thế này rồi. Dạ. Thì là ba mẹ mình, cái màu da ba mẹ là sao? Dạ trắng. Ba mẹ đều trắng hết? Dạ không, má em trắng thôi chứ ba mà không có trắng. Ba em đi biển mà sao mà trắng nổi. À, ba đi biển. Dạ. Nhưng mà đi biển như vậy là do da nó màu, có màu rạng của nắng thôi chứ đâu có phải là đen đúng không? Dạ của em là thâm luôn. Ba em có giống em không? Dạ không. Hai anh chị em có giống em không? Dạ có. Cũng màu da như em luôn. Dạ, nhưng mà không đen bằng em nữa. Bây giờ rồi mình đâu rồi ngoài mình đâu có cần đeo khẩu trang gì nha. Đã đeo với anh rồi, phải đeo với anh. Không đeo là không được đúng không? Chỉ bố luôn. Đưa nữa mượn coi cái nón rồi, nón đặc biệt quá. Không rộng rãi gì trời. Coi đây các bạn, đó chưa? Nè có cái quay nón của Mr. Tạ không? Nó cũng đặc biệt không? Tôi quá thân thành anh thợ công trình may mắn nha các bạn. Anh thợ công trình may mắn nha các bạn. À, em hiện nay là thực sự là làm công việc gì? Dạ ở nhà. Ở nhà? Dạ. Nhà nhưng mà có phụ gì công việc để có dạ tiền tiêu sống chứ? Dạ không. Ông nói xạo. Dạ không thì. Làm gì? Xin đi làm không cho, người ta không cho. Sao vậy? Nhưng mà bữa xin đi làm cây xăng mà người ta thấy nhỏ quá. Nhỏ tuổi, người ta tuyển khoảng từ 25 đổ lên. 25 đổ lên. À, hồi trước á mình học tới lớp mấy? Dạ lớp 3. Thấy em có một kênh TikTok mà cũng lan tỏa như vậy, sao mình không tận dụng nó, mình làm review này review kia cũng kiếm thu nhập chứ. Em không biết tính toán mấy đó. Chứ lại em không có cái giấy tờ nhiều view. Tức là mình nghĩ là mình không có khiếu ăn nói hả? Dạ đúng rồi, với lại em không có cái đầu óc mà suy nghĩ để nói sao nữa. Anh thấy em rất là có duyên á, em mà chịu mà đứng lên mà giống như review giới thiệu một cái những cái đặc sản cũng như là hoặc là những cái điểm ăn uống vui chơi mà ở Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là Vũng Tàu, em đi qua Vũng Tàu một cái mà em đi review một cái anh nói là hốt bạc luôn á. Dạ. Bởi vì cái người em nó rất là khác biệt, nó gây chú ý. Dạ. À, nên là chỉ cần em xuất hiện ở chỗ nào là chỗ đó là người ta họ thu hút ánh nhìn liền. Dạ. Đó. Em có muốn làm chuyện đó không thì anh có thể như anh có thể tư vấn hỗ trợ em cũng như làm phát triển cái kênh của em lên rồi. Dạ. Em có thể trở thành giống như là một TikToker. Yeah. Hay là một YouTuber nổi tiếng vô. Yeah. Ổng có một cái video 30 triệu lượt xem là lợi thế lắm đó. Anh chưa thấy một cái ngôi sao nào trong làng TikTok mà có được cái video mà tới 30 triệu lượt xem đó. Hiếm lắm á. Trên Facebook thì anh cũng có một cái video 32 triệu lượt xem nhưng mà chỉ một cái đó. Còn anh do anh là kiểu người làm nó cũng chuyên nghiệp rồi. Còn yeah. Em mà làm tay ngang thôi mà em tự quay có một cái video mà nó nổi như vậy là hiện nay em có nhiều lợi thế. Dạ. Em có muốn làm cái lĩnh vực đó không? Đây có gì em suy nghĩ rồi em nhắn tin anh sau. Ờ, nhớ suy nghĩ kỹ nha. Dạ. Bây giờ có vụ bạn gái là có muốn kiếm không chứ anh là cái kênh anh tới 4 triệu lượt đăng ký follow mà toàn gái không à? Dạ không, để em đăng ký cho anh ba là anh ba vui luôn. Anh ba hả? Dạ. Sao không lo giúp mình đi, mình lo nghĩ cho anh ba không vậy? Tại vì anh ba đang cô đơn. Anh ba đang cô đơn hả? Dạ. Các bạn nữ hãy kiếm Facebook anh ba, kết bạn với anh ba nha các bạn. Anh ba chưa có người yêu á. Anh thấy em hình như là ngủ rất là trễ đúng không? Dạ có đâu anh, em ngủ dậy 12 giờ. 12 giờ trưa mới dậy? Dạ. Rồi khuya là mấy giờ ngủ? Dạ tầm 3-4 giờ. Trời, ngang ngửa quy tí hôn à. Có đâu anh, tại tối em ngủ sớm, sáng em đi sớm em ngủ tiếp. Rồi bây giờ em lên xe ngồi dẫn anh đi dạo một vòng dưới đây nha. Ha, đi ha. Giờ đi luôn rồi. Ừ, giờ đi luôn. Lún luôn dưới xe luôn. Vô không, vô không? Dạ, vô, 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 vô. Đâu có đụng đâu. Anh chị em của em là có chồng, vợ hết chưa? Dạ chưa anh, ba anh em chưa có vợ. Nãy là em nói là em là thứ... Ừ, dạ Úc. Nhà chắc em to nhất nhỉ? Dạ đúng rồi. Đừng cái em đẹp trai nhất nhà nữa. Ở dưới Phước Hải này em bạn bè nhiều không? Dạ cũng 2-3 người anh. Em với anh ba với anh Phú.
Dạ có mấy bạn đi biển á. Xưa giờ em đi biển lần nào chưa? Dạ chưa anh. Sao vậy? Tại em không biết lậu á. Em sau này có định lấy vợ không vậy? Dạ em cũng mong lung rồi. Tới đâu hay tới đó chứ. Nhưng mà em có thích phụ nữ không? Dạ có chứ anh, trời không thích phụ nữ không là em chơi bd anh. Cháy bố luôn à. Không, nếu thiệt là nếu mà muốn tìm một người bạn đời thì anh giúp cho, anh chỉ cần giới thiệu cái là em kiếm bạn đời trong. Dạ anh giới thiệu cho anh ba đâu chứ em cũng không cần nhiều lắm. Cái gu của em như thế nào em nói anh nghe coi. Em cũng không biết sao để tả nữa nè. Gu của em kiểu như mà hết đầu đinh mà bấm hang hay lộ mũi. Cái gì cần gái hết đầu đinh đó hả? Dạ hết đầu đinh mà bấm ngay lỗ mũi của em thích bào chứ. Vậy là khán giả độc lạ Bình Dương, mấy cô nào mà có hết đầu đinh bấm khuyên vô lỗ mũi thì liên hệ Tạ nha. Đại lông nách nữa nha anh. Số điện thoại là Phú sẽ để dưới trong phần bình luận á. Đại lông nách nữa nha anh. Gì? Tẩy lông nách hả? Đại lông nách. Để lông nách. Tạ có hay đi chơi xa không? Có đi Sài Gòn lần nào chưa? Dạ chưa anh. Cái gì? Chưa đi Sài Gòn luôn? Dạ chưa. Tại em chưa có bằng lái á, em ngại đi xa anh. Thầy mình tính ra là thuộc anh đánh giá là thuộc cái hàng là một nhân tài có thể làm ra được một clip TikTok như vậy mà âm thầm là sống dưới một cái vùng quê như thế này là uổng á. Nếu có một cái đơn vị hoặc một công ty nào đào tạo em theo hướng trở thành một ngôi sao thì anh nghĩ là rất là dễ thành công. Đào tạo em thành ngôi sao là cháy bốn luôn. Mấy với lại mấy cười clip mà tụi em quay kiểu như ngẫu hứng đúng không? Chứ không có gì. Anh biết rồi, thì dạ. Tụi em làm ngẫu hứng á. Dạ. Nhưng mà ý là nếu mình có một cái kịch bản, một cái chiến lược làm việc á thì dạ. Em trở thành ngôi sao đó, giống như là những cái nhân vật đình đám trên TikTok, giống như là cô gái có râu phải không? Ừ. Thấy giờ dạ. Đi review kiếm biết dạ. Bao nhiêu tiền mà nói. Em nói chuyện cũng vui đó. Dạ. Nhưng mà mình tập lại chút xíu nữa thôi là một bước trở thành ngôi sao. Ngôi sao mà ngôi sao nặng ký nữa. Gọi là sao Tạ. Buổi chiều là em hay đi ra ngoài biển thì cưỡi xe dạo chơi hả? Dạ. Đây các bạn, cảnh biển Phước Hải nè các bạn. Nơi mà Doraemon này chúng ta đang sinh sống. Phú nè. Phú chạy xe được hả? Em chỉ có bạn. Rồi mình đã có mặt ở một cái quán hải sản tên là Thanh Văn ở bờ biển Phước Hải. Giờ mình gọi món hen. Em không ăn cá à? Cá dạ. Mày dưỡng hả? Dạ. Nhỏ lớn em không ăn cá. Nhỏ lớn không ăn cá? Dạ. Rồi có ăn mực được không? Dạ được. Không, kiểu như lại gần đó nó sợ anh. Nè hết nè. Hay quá. Tao là hết sao rồi còn chửi mình nữa. Nói đi, mày có biết tao là khỉ chú ở đây không? Không, khỉ chú anh gì à? Anh đâu đâu khỉ chú đâu. Bây giờ mình sẽ mở cái clip đạt gần 30 triệu view của Tạ nha. Đây. Hôm đó là em kể là cái hoàn cảnh mà sinh ra clip này đi hơn nữa. Thì tụi em cũng chụp hình giống như vậy nè, cái ngẫu hứng rồi quay vậy thôi. Cũng quay ở không gian như thế này luôn. Dạ. Rồi là em qua đó là em nhảy theo trend hay là em tự sáng? Dạ, tự nhảy luôn, tự nhảy. Dạ, tự nhảy chơi. Anh mở thử nha. Sao bữa nó nhảy sung vậy? Lắc cái nè, em quên rồi, em tự nhiên cứ ra nhảy quên rồi. Nè, giờ bữa nó nhảy sung quá trời luôn không? Dạ, giống như ngẫu hứng á. À, bây giờ nhảy lại là nhảy không được đúng không? Không được luôn. Ba mẹ là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nặng dạ, mẹ em hả? Mẹ em tuổi khỉ, năm nay cũng bảy mấy ký à. Còn ba em thì tuổi ngựa. Ba chắc nặng hả? Dạ, tám mấy, tại ba em đi biển á. Rồi nhà sinh ra là ba anh em? Dạ, ba anh em. Anh hai em cũng tám mấy ký bự. Tại đi biển dưới đây cũng bự mà, chứ nhà em tới ai cũng bự. Em là năm nay chắc cũng 150 nha. Dạ, cỡ đó. Nhưng mà ba mẹ có ai có làn da mà nó đặc biệt với em không? Không, với lại nhà em cũng đen thiệt nhưng mà không có đen bằng em. Dạ. Ba và các anh ấy thì đi biển, còn em trước giờ có làm công việc gì không? Dạ, hồi đó em đi chỉnh nhạc với giao ga giờ hết rồi. Thôi noi thì tháng luôn nè. Dạ, tiệt tùng đó. Cái mong ước công việc của em như thế nào, em có định hướng không? Cũng chưa định hướng, cũng mong lung quá. Thể trạng em làm mau mệt đó vậy. Cũng không có ngày mà để hợp với em. Kỳ trước em hỏi xin đổ xăng với lại mà nó tiện
trên 30, với lại nó thấy em nhỏ quá, sợ đi đi chơi nè anh nghỉ, cho nên không có nhận. Với lại giờ em làm thấy công việc nào phù hợp là em làm dễ mệt lắm. Anh thấy cái như em là râu quay nón à, sao cái râu quá trời luôn nhỉ? Dạ. Da của em á là cái vùng sâu nè, anh thấy nó giống như là một lực sĩ trong phim bom tấn của Mỹ á. Là cái vùng này là nó cái là nó cái đây là thịt hay là cơ? Dạ mỡ anh. Em gồng lên anh quay phía sau cái coi. Ồ, các bạn gồng lên thỉnh u lên nữa cùng. Còn cái đây sao nó tạo những cái lằn sâu dữ ta? Em không biết nữa mà mấy người mập nó vậy. Hồi đó em hết tóc qua lần đầu tiên cũng sờ em chỗ này, hỏi em bị chấn thương sọ não hả? Anh sờ hỏi có đau không em, bởi em bị chấn thương sọ não, kêu dạ không có anh, em mập nó vậy. Dạ. Có bước ngoại hình mà đặc biệt như thế này là chắc là nhiều khi em cũng làm người ta giật mình hả? Dạ, nhất là ba em, lâu mà em kêu ba em dậy đi biển rồi, ba em đang ngủ mà em đang soạn cửa vậy, ba em vừa nhìn thấy ba ba em giật mình luôn. À, tức là ba dậy sớm khoảng 2-3 giờ sáng á, dạ, đi biển. Dạ. Mà em mà kêu ba vậy là ba nhìn thấy em, dạ, là ba đứng tim luôn hả? Em khỏi cần kêu, ba vừa thấy em mà ba giật mình luôn. Anh thấy em dù có ngoại hình đặc biệt như vậy nhưng, dạ, mà cái phong thái của em rất là vui vẻ. Dạ. À, có đôi lúc nào mình chạnh lòng, mình cảm thấy mình không được may mắn như người ta không? Dạ không anh, em cảm thấy cuộc sống em vậy là quá sướng hơn nhiều người. Nhà em nghèo khó thì nhưng mà kiểu như là đủ ăn đủ mà. Nhiều người còn khó hơn em nữa. Em nhìn em cổ vậy chứ em nhìn xuống nhiều người còn khó hơn em, dắt dã hơn em. Dạ. Chứ em sống cũng vui vẻ hàng ngày thôi, mình cũng không có đặt cái ước muốn gì cho nó quá xa vời để mình trông. Dạ, không, đúng không? Cuộc sống mình vậy là mình cảm thấy may mắn hết bao người. Có cha có mẹ, cuộc sống đầy đủ là vui. Cuộc sống mình đã vậy, giờ mình có tự ti thì nó cũng vậy thôi. Nếu mà gọi là tự ti á, sợ gặp người lạ thì Tạ không có chủ động quay những cái clip TikTok mà để đạt tới mức mà hàng chục triệu lượt xem như vậy các bạn. Nên là qua clip này thì Phú cũng mong muốn là trong cộng đồng chúng ta, nếu mà có ai đó mà có một ngoại hình mà nó khác biệt á, thì các bạn cũng tự tin mà sống mà cũng vui vẻ từng ngày như Tạ nha. Anh này là chở anh đi ăn trưa từ nãy giờ là anh ngồi trên xe anh cười khúc khích riết à. Bạn gái thì có ai chơi không? Dạ, không ấy là anh nói là bạn khác giới, dạ, nói không phải bùa đâu. Không. Không có bạn nào luôn? Không, em trai toàn con trai không à. Có thích làm quen với một cô nào không? Dạ không. Cái gì vậy thì cơ hội mình kết bạn mà. Dạ, kết bạn nữa chứ. Vậy các bạn hãy kết bạn giao lưu với tôi. Ok, vậy đọc số luôn đi. Thôi Facebook nè. Facebook gì? Dạ, Úc Tạ. Đây các bạn, đây là Facebook của Tạ nha. Cái da của em á, nó có màu nó rất là đặc biệt á, thì tại sao lại như vậy? Em biết nữa, chắc do em mập hay sao á. Còn cái nọng của em là nó càng ngày càng to ra vậy hả? Dạ em biết nữa, chắc mấy người mập nọng nó bự cho. Dỡ lên được không? Dạ được chứ. Dạ. Ở trong này nó có vết nứt không? Dạ. Nó có những dạ, chắc có. Hằng ngày em thấy nó mệt hoặc là nó có biểu hiện gì lạ trong cơ thể không? Dạ không, tại vì em mập từ nhỏ đến lớn mà hoạt động bình thường, cái kiểu như mình quen đó. Tại vì mà mình ốm một đó giờ mà tự nhiên mình mập lên nhanh quá thì nó sẽ mệt. Anh nghĩ là Tạ nên kiểu như mình có một cái chế độ ăn uống nó dạ, phù hợp hơn với dạ, đi tập thể dục. Em dạ, có thử tập thể dục chạy hay bị dạ đi bộ anh? Đi bộ hả? Dạ. Giờ chạy nổi không? Dạ không, chạy thì nổi nhưng mà nó mau mệt thôi. Xưa giờ có giây phút nào mình cảm thấy buồn và tự ti không? Dạ có chứ, chung nhiều lắm. Kiểu như là những cái áo cái quần mà mình thích bỗng một ngày cái nó chặt quá cái buồn. Dạ buồn chứ. Nó buồn đơn giản mà. Dạ nó buồn đơn giản. Cái biệt danh mà Doraemon đó là hồi đó là ban đầu là ai là đặt cho Tạ? Em biết nữa, em quay trên top kêu em là Chayen. Nhưng mà sao là nhiều người gọi em là Doraemon mà? Dạ không, đa số Chayen nhiều. Dạ. Nhưng mà giữa Chayen với Doraemon là em thích ai hơn? Dạ Chayen. Vậy là hát hay cho Chayen đúng không? Dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ sẵn đây gửi cho khán lạ giả độc lạ Bình Dương bài hát cho vui đi. Chú vội con ở bản đồ, chú lên rừng chú chơi. Vội con ơi. Em là với Tạ là chơi với nhau lâu chưa? Biết nhau lâu nhưng mới chơi này. Tại hồi đó là em ở Sài Gòn chứ. Nay thì thấy Tạ cũng thay đổi nhiều ha. Dạ thay đổi. Thấy những em có thể nói những cái chiều hướng và tiến bộ của Tạ như thế nào? Em đang cố gắng làm sao để cho nói chung là tạo công việc cho Tạ. Em đang cố gắng để như em nhập mấy hàng về để tạo công việc cho Tạ, để Tạ nó bán nó kiếm thu nhập, chứ bây giờ ở nhà hoài nó đâu có thu nhập. Là em nhập hàng gì? Nói chung là em nhập mấy cái sản phẩm bên chăm sóc xe á, thì Tạ nó cũng đam mê xe. Đó, em cho nó đi bán. Nên like bán trên kênh TikTok á. Dạ đúng rồi. Có thử làm gì chưa?
Thì em đang nói chung đang mua mấy dụng cụ về để cho Tạ làm. À. Theo quan sát của em thì hiện nay là Tạ là tâm trạng cũng như là cái tâm thế của Tạ như thế nào? Tạ bây giờ đang tiến bộ hơn vì cái mặt cảm đó. Yeah. Nói chung là càng ngày nó càng tiến bộ hơn, nó không có hạn chế về cái sự nhút nhát nữa. Hồi trước thì giai đoạn đầu thì có vẻ là cũng ít đi đâu đi đây đó ha. Càng ngày càng hòa nhập hơn hả? Khoảng năm mấy năm trước là Tạ lúc ăn giờ chỉ ở nhà, nằm ở nhà không dám đi đâu hết. Hiện giờ thì cứ tối là alo anh đang ở đâu, đi uống phê anh, đi dạo anh gì đó. Còn xuất hiện trên TikTok giống như là một ngôi sao ha. Sắp tới thì anh nghĩ là em hợp tác với Tạ trong cái chuyện mà buôn bán mấy cái phụ tùng xe máy như vậy thì có thể là giúp Tạ kiếm thêm thu nhập. Rồi là chúc công việc của hai anh em thuận lợi nha. Ok. Em nghe nói là anh Tạ có dáng ngủ rất là độc lạ đúng không? Đúng, em chỉ anh ngủ nằm áp sấp á. Được, anh Tạ ngủ cho em với khán giả kênh độc lạ Dương Sơn. Ok, em có gì anh sẽ tạo dáng cho anh Tạ ngủ em nhìn. Anh nằm hết chiếu này luôn hả? Chứ như anh nằm thì nè em. Đây là dáng nằm. Dạ có đâu, bình thường em ngủ là vậy nè anh. Bình thường em ngủ vậy hả? Dạ dạ. Thường ngủ vậy nè. Đó, đâu đâu vậy, coi là coi. Dạ. Bình thường ngủ vậy. Dạ. Là ngủ đó là dáng đó em thấy thoải mái nhất hả? Dạ đúng rồi. Mà sao không ngủ ngửa ra? Dạ như ngủ riết nó quen á anh. Chỉ nằm dây được thôi. Dạ đúng rồi. Không đúng nằm rồi. Ngửa được. Dạ. Trời ơi, ai nằm úp vậy là ngủ ta. Rồi sau là cứ vợ đi về, nào vợ nằm trên lưng em. Hay là đúng rồi, giờ nằm dưới ha. Dạ. Ai thử nằm em nằm. Sao là bác tên nằm được không? Anh ta thích ăn món gì nhất? Ăn cơm hàng ngày em ơi. Không ăn cơm nhưng mà món gì á, chứ anh chẳng ăn thịt chiên. Thịt chiên hả? Ừ. Em thì rất là thích uống protein. Anh ta có thích uống protein không? Thích em. Vậy là về đồi em được á. Ủa hàng ngày anh ta ở nhà làm gì? Ngủ. Ngủ hả? Ngủ. Anh ta có bạn gái chưa? Không em, tại thường ngày ngủ mà. Ủa? Ngủ cái không có thời gian đi tán gái hả? Đúng rồi em. Rồi gu anh ta như thế nào? Anh không biết nữa. Tại anh ngủ nhiều quá anh cũng không nhớ luôn. Ngày xưa lúc mà anh ta đi học là anh ta có thích ai trong lớp không? Không em. Ủa? Vậy là anh ta là một người không thích yêu đương? Đúng rồi, hồi đó ngủ nhiều quá bị cô đuổi. Giờ em thay mặt công ty độc lạ Việt Nam tặng anh một món quà nhỏ với lại hiểu độc lạ. Ok, cảm ơn anh. Anh chàng đẹp trai nhất năm và tự tin nhất năm. Em cũng cảm ơn độc lạ Bình Dương đã giao lưu với em. Dạ. Em nói chung là em không biết nói gì hơn, em chỉ gửi tới những anh em mà có thần hình như em, nói chung là không có gì để tự ti cả. Mình cứ vui vẻ sống hàng ngày đi, mình cứ sống cho mình, ba mẹ mình vui, người thân mình vui là được. Yeah. Không có cần quan tâm mà ở ngoài đường. Yeah. Dạ, lần nữa em xin cảm ơn độc lạ Bình Dương. Rồi bây giờ bác Tiêu có tặng anh Tạ một nụ hôn không? Dạ không ạ. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.